Rồi, Dương Mai Chích Chà Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì em đang ở ngoài khu vực của dảo Như Ý nha mấy anh chị. Đó, Như Ý bên em nè cả nhà. Trời ơi, nó đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đó, dảo Như Ý nha. Thì cái dòng này là em chỉ mới ghép thôi, nhưng mà sức sinh trưởng của nó cực kỳ mạnh luôn nha. Mới hôm qua hôm kia thì cây nó chỉ bé bé như vậy thôi à. Nó bé bé như vậy mà giờ coi nè. Trời ơi, nó ra nó nở cái lá nó bự chà bá luôn, đẹp xuất sắc luôn. Rồi lớn thăng thoát luôn cả nhà, lớn nhanh thăng thoát như là thánh giống rồi đó. Rồi dòng dảo Như Ý này thì em ghép gốc nhớt nha cả nhà, nhưng mà coi nè mấy chị, trời ơi đế nào đế nấy á, đẹp đẹp không luôn nha. Đó, rồi dảo Như Ý em xin giao lưu với mấy anh chị giá là 300k một cặp, bên em bao ship. Đó, mấy anh chị lấy một cây lẻ thì là 200 nha, bao ship luôn nha cả nhà. Đó, anh chị nào ưng thích cái dòng dảo Như Ý này thì cứ việc alo cho Dương Mai của Chích Chà Bông nha. Số lượng bên em cũng còn rất là nhiều, tầm khoảng 4.000 cây nha cả nhà. Đây, đó em quay một vòng cho mấy anh chị xem nha. Còn rất nhiều cho mấy anh chị đừng có lo hết hàng ha. Còn gì nào hết hàng em báo. Rồi, anh chị nào ưng thích cái dòng dảo Như Ý này alo cho Dương Mai Chích Chà Bông nha.